Quýnh nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em Lên ở đầu thì cho quý nhà gọi là chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người Mình chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ à. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của quý nha nhé. Mấy ngày vừa qua thì cái câu chuyện của anh Cờ Nó dẫn đến một cái sự việc rất là cao trào Và bản thân của bác ba với lại chú bào cũng là cái người nắm bắt được cái tình hình trong cái câu chuyện này và đáng tiếc thay rằng là dù rằng họ biết rõ cái sự việc rằng là sắp tới đây anh cờ sẽ trải qua một cái câu chuyện mà ta nói rằng không thể nào ai đó có thể là vớt phát được nhưng chung quy tóm lại thì mình cũng có thể hiểu được rằng là một cái người mà đi bằng một cái sự tai tiếng thì họ sẽ luôn coi cái câu chuyện tai tiếng đó là một cái sự nổi tiếng của mình, cho nên rằng là đối với bác ba cái chuyện cái hệ quả có liên quan đến cờ hay gì gì đó, bác ba không bao giờ quan trọng hay là quan tâm, bác ba chỉ cần nghĩ rằng là ơ ừ, đó là mấu chốt của câu chuyện là cái điều mà bác ba đang rất là mong muốn rằng bác ba sẽ có một cái sự tiến tâm không hề nhẹ, ơ ờ, cho dù cái anh cờ kia anh có được các bác vỗ lưng hay là sờ gái đi chân nữa thì bác ba cũng chỉ là người ngoài bác ba chỉ nhìn vào và nói rằng là ờ từ trước đến nay tôi tưởng nó rất là ngoan hiền và tôi cứ nghĩ rằng là nó là một học trò cưng một người con cưng một người con ngoan trò giỏi cơ nhưng mà ai dè đâu bây giờ chính bản thân của tôi cũng là cái người bị lừa và chú bào cũng vậy Chú Bầu cũng là một người bị lừa, là một danh nhân thành đạt, là một người có tiếng tâm, có số, có má. Nhưng rốt ráo lại rằng là bị lừa bởi chính cái anh cờ 19 tuổi này. Ta nói chung quy tóm lại, họ sẽ bủa vay để có thể là làm cho các câu chuyện của anh cờ nảy lửa lên. Và bản thân của anh cờ sẽ là cái người chịu trách nhiệm và họ sẽ là cái người được hưởng. Đơn giản là cái câu chuyện này nó như vậy đó mọi người. Chứ nhưng mà Bản thân của những người mà yêu mến hâm mộ mà làm đường lạc lối á thì họ cứ nghĩ rằng là ờ ừ, anh cờ đây bây giờ được lên cái level rồi anh cờ này là có tiếng có tâm rồi cho nên rằng lạ không cần bất kỳ một ai chỉ cần bắt ba với chú bầu ở bên cạnh hỗ trợ thì anh cờ này không có sợ gì cả đến ngay kể cả bố mẹ ruột của cờ mà bản thân của cờ còn không coi trọng chứ đừng có nói gì bắt ba với chú bầu là ai là cái người để anh ta lợi dụng Lợi dụng trong những cái lúc mà anh ta nguy cấp và khó khăn nhất Vừa qua chú Bào cũng là cái người nắm bắt được bố rượu của cờ là cái con người như thế nào Đêm hôm khuya khoắt mà vẫn gọi điện ý ới cầu xin năn nỉ để đưa bố của mình ra khỏi đồ Tại vì vô đó uống nước chè vì phá hoại quán xá của người ta và bản thân của anh cờ này nó cũng mang cái gen của bố anh ta Cho nên rằng là khi mà anh ta bước chân ra khỏi nhà của cố ca sĩ Anh ta đã đập phá những cái cây thần tài trong nhà của cố ca sĩ để rồi Đến giờ phút đó đó, ngay tại thời điểm đó đó Chị Diễm đã không thể nào kìm lòng Và chị Wendy đã ủy quyền để có thể là gửi đơn Đến cho các bác ở cấp cao hơn Bởi vì cái lẽ đó á, Bác ba với chú bào làm sao mà không biết được Biết rõ chứ Nhưng mà người ta vẫn phất lờ Vì người ta có lợi cho nên người ta không buồn nói Và mới vừa đây mình có nghe được một cái thông tin Rằng là anh cờ này sắp ra được một cái album Mà nghe đâu là tháng 3 Mà bây giờ tới tháng 4 rồi Chắc là cuối tháng 4 hay là đầu tháng 5 gì đó mới ra được Thì mình cũng mong chờ rằng là ở Ví dụ như mà gánh mẹ gánh cha gì đó Thì cố gắng mà gánh cố gắng hát cái lời đó sao mà nó đừng có thộn mặt ra nó đừng có đơ miệng bởi vì sao bao lâu nay á, bố mẹ ruột của cờ coi như đi vớt vát đi dù gì đi chăng nữa thì cái người mà có công sinh thành thì họ cũng nuôi nắng cờ trong suốt một khoảng thời gian dài mà đúng không mọi người thì à, cờ có thể là báo hiếu cho cha cho mẹ của mình thay vì cứ thụi đầu này thụi đầu kia tính nói thượng cẳng tay hạ cẳng chân đối với mẹ ruột của mình như vậy là không nên và mình có nghe tác giả của cái bài này, gánh mẹ gì đó là cũng đã nói người đó cũng là một cái người được gọi là mồ côi và là cái người mà thiếu thốn cái tình cảm cho nên khi mà thấy cái hình ảnh của anh cờ như vậy thì cảm thấy rằng là rất là rung động nhưng mà mình nghĩ như thế này nếu như một ngày nào đó khi mà cái chú này chú biết rõ tường tặng cái con người của anh cờ là như thế nào thì chú sẽ cảm thấy rằng là mình đã quá sai lầm khi mình đưa trao tay cho anh cờ cái bài hát về mẹ như vậy và nói chung với mọi người bây giờ người ta là cái người ngoài cuộc và là cái người được hưởng lợi trong cái câu chuyện này họ chỉ cần đơn giản rằng là ơ ừ, bây giờ ai hát cũng được miễn là mua bản quyền miễn là có một cái gì đó ký kết hợp đồng với mình Vậy là ok la rồi Có thể là sử dụng cái bài hát của mình để mà hát thôi Đó Được lợi đôi bên Đôi bên cũng có lợi cho nên rằng là người ta cũng không có coi trọng mấy cái sự việc đó Thì đương nhiên người ta đang hợp tác với nhau Thì họ sẽ dành cho nhau những cái lợi có cánh bay bổng ngút đỉnh trời cao Chứ làm sao người ta chê bai nhau cho được vì cái lẽ đó mà trong suốt một cái khoảng thời gian dài các bạn có thấy bác ba với chú Bào nói gì về cờ không ngoài những cái lời khen có cánh nhưng mà những cái lời đó nó không xuất phát từ tận đáy lòng mà chỉ là trót lưỡi đầu môi nó chỉ nằm trong cái dự kiến của bác ba và chú Bào cần phải nói đơn giản là một cái câu chuyện tiền và hợp đồng tiền và tiền giải thói nhưng mà nhiều cô chú anh chị em cứ ngỡ chừng như là ơ bản thân của anh cờ là một cái người nổi tiếng cho nên rằng là trong thời gian sắp tới mà có xảy ra bất kỳ một cái vụ kiện nào hoặc là anh cờ này có bị những cái vấn đề gì đó thì cũng có bác ba với chú bầu chống lưng thì mình nói thẳng như thế này này không có ai mà chống lưng cho cờ được ngay tại thời điểm đó cả vì bản thân của anh cờ này là cái người làm ra và ngay kể cả bác ba với chú bầu cũng đã từng biết đến nhưng họ vẫn coi như là không biết. Bởi vì họ đâu có quan trọng rằng là ở cái anh cờ này sau này sẽ như thế nào và ra làm sao, có cần phải hát hay hay là không hay gì đâu, có cần phải nổi tiếng hay là không nổi tiếng và sự nghiệp ca hát sau này của anh ta sẽ như thế nào đâu, không cần biết họ chỉ cần biết đến cái mục đích của họ là như thế nào họ chỉ cần biết đến cái lợi nhuận hiện tại của họ ra làm sao chứ họ không hề giống như cố ca sĩ ngày xưa khi mà cố ca sĩ toàn tâm toàn ý giúp cho cờ và gia đình của cờ cô ấy chỉ nghĩ rằng là cho đi là còn mãi cho cờ có nghĩa rằng là giúp cho cờ thoát ra khỏi cái cảnh nghèo thoát ra khỏi cái cảnh được gọi là tâm tối của một cái cuộc đời mà sống ở dưới quê nhưng cuối cùng thì sao ạ à? đúc kết lại là bản thân của anh cờ kia đã thiêu dệt và bịa chuyện đã tạo ra những cái cơ hội cho những người ở bên ngoài xã hội người ta tấn công vào cô ca sĩ và những người con của cô ca sĩ đáng lẽ ra một cái người chuẩn á người ta sẽ nhìn vào người ta thấy được rằng là một cái người phụ nữ người ta có thể gồng gánh nguyên cả một đại gia đình không những là một người con mà có những 22 người con chưa kể cháu của cô ấy, con ruột của cô ấy và những người thân cận trong gia đình của cô ấy nữa. Một thân một mình có thể cày bừa một đêm 6 đến 7 show diễn Thì các bạn nghĩ đi Cái sức của cố ca sĩ có được đến như vậy không Nhưng mà cô ấy vẫn cố gắng Thì mình hiểu được rằng là cái sự hy sinh thầm lặng của cố ca sĩ nó rất là cao Và bản thân của cố ca sĩ đã từng giúp đỡ cho gia đình của cờ Đó là một cái nghĩa cử cao đẹp Cô ấy không cần canh cờ này phải báo đáp công ơn hay là cần anh cờ này phải suy nghĩ về cô ấy nhưng anh cờ này phải sống thật là tốt nhưng cuối cùng thì sao ạ à? anh ta đã làm ra một cái câu chuyện được gọi là tay trời cấu kết với những người ở bên ngoài để có thể là hạ bệ cố ca sĩ người ta muốn vùi dập cố ca sĩ luôn chứ không thể nào để cho cố coi ca sĩ ngôi ngóc luôn đó mọi người thì mọi người hiểu được cái cảm xúc của gia đình cố ca sĩ là nó như thế nào cho nên rằng là khi mà mẹ ruột của cờ mà năn nỉ ý ới bên phía của cô ca sĩ thì họ đã khước từ nha Riêng đối với gia đình của cờ thì họ sẽ không bao giờ chăm trước cho bất kỳ một cái lần nào nữa Và kể cả bản thân của cái chị Ngọc Le kia cũng vậy Chị là một trong những cái tác nhân chính gây ra cái sự việc này Cho nên rằng là không còn có bất cứ một cái con đường, một cái cơ hội nào để cho chị có thể là trở thành một con người tốt Đơn giản là như vậy đó một con người tốt người ta sống người ta rất là có tình chứ không thể nào mà sống mà bội bạc. Chưa kể rằng là thiêu dệt và bịa chuyện và những cái câu chuyện đó chưa bao giờ là có thật luôn. Vậy mà người ta vẫn lên tiếng nói thì bây giờ chúng tôi có cái lý do để chúng tôi có thể là phản biện lại. Và khi mà chúng tôi phản biện lại thì các bạn lại nói rằng là chúng tôi vu vạ và bịa đặt. Vậy cái khi mà anh cờ vu vạ và đặt điều cho cô ca sĩ thì các bạn có thử hình dung được rằng là cái cảm xúc của gia đình họ là như thế nào không ví dụ như cố ca sĩ là một người khỏe mạnh thì mình không nói cô ấy đang thập tử nhắc sinh cô ấy đang nằm trên bệnh viện và cuối cùng là cô ấy phải ra đi mãi mãi nhưng họ có để cho cố ca sĩ yên hay là không đó là một trong những cái câu hỏi vì sao mà đến bây giờ chúng tôi vẫn lên tiếng nói để lấy lại cái danh dự cái nhân phẩm của cố ca sĩ suốt ba mươi mấy năm vừa qua và không thể nào bị vùi dập bởi cái anh cờ 19 tuổi này và bản thân bố mẹ ruột của anh ta cũng góp tay một phần để có thể là tạo cho con của họ có một cái cơ hội để thiêu dệt và bịa đặt hơn. Nói đơn giản, nói sơ sơ vậy đó, cho quý cô chú anh chị em mà đang làm đường lạc lối có thể là hiểu được. Tôi biết được rằng là khi mà tôi nói như thế này thì cũng sẽ có rất là nhiều nói, ơ ờ, rảnh hơi hay là vô nghĩa nói chi với những cái người mà không hiểu chuyện nhưng mà ít ra là mưa dầm thấm lau những cái sự việc mà mình đưa tới tay của họ những cái câu chuyện mà thật sự là nó quá là vỡ òa đến như vậy để cho quý cô chú anh chị em có thể hiểu được rằng là cuộc đời này á không có ai muốn dồn ai vào cái bất kỳ một cái con đường cùng nào nhưng nếu khi á mà họ không biết được cái điểm dừng và họ cũng không biết được rằng là bản thân của họ sai chỗ nào để họ có thể dừng lại và ngẫm nghĩ thì tất nhiên rằng là không có ai có thể là tha thứ cho họ thêm bất cứ một cái lần nào nữa Ok cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái đoạn video của Quýnh Nha nhé Nếu thích thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nha nhé Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ à.